Xin chào tất cả các bạn. Đây là plugin.com.vn. Vào mỗi thứ ba ở đầu hàng tháng thì chúng mình sẽ làm những video để thông báo về các cái đợt chương trình, các cái đợt event, các cái đợt sale sẽ diễn ra ở trong những tháng đó. Đối với tháng 3 năm 2023 thì chúng mình muốn tập trung vào mixing và mastering. Cho nên chính vì vậy, một số những cái plugins thuộc nhà Isotop sẽ được sale cực mạnh ở trong tháng 3 này. Tất cả các plugins mà mình liệt kê sau đây sẽ đều được sale đến 50%. Chương trình sẽ diễn ra ngay từ thời điểm video này phát sóng cho đến ngày 31 tháng 3, nghĩa rằng cuối tháng này. Plugins đầu tiên sẽ sale đó chính là Neutron 4. Đối với những bạn nào chưa biết Neutron 4 thì đây sẽ là một cái plugins giúp cho các bạn có thể mixing tất cả các nhạc cụ ở trong bài nhạc của các bạn chỉ trong vòng một nút bấm. Mình sẽ để link hướng dẫn Neutron 4 ở dưới phần mô tả. Tiếp theo là hai bản nâng cấp của Isotope Ozone 10. Như các bạn biết thì Isotope Ozone 10 có phiên bản thấp nhất là phiên bản Elements và hai phiên bản nâng cấp của nó đó chính là Ozone 10 Standard và Ozone 10 Advanced. Đối với những bạn nào chưa biết Ozone 10 dùng để làm gì thì đây sẽ là cái plugins gần giống với Neutron 4, nó có chức năng sẽ giúp cho các bạn có thể mastering cả bài nhạc chỉ trong vòng một nút bấm. Được rồi và đó là tất cả những cái plugins lẻ mà chúng mình sẽ làm chương trình trong tháng này. Ngoài ra, các cái bundle, các cái gói nhiều plugins cũng sẽ được giảm giá 50%. Đầu tiên là gói Mix Master Bundle, tiếp theo là Music Production Suite 5.2 và Isotope Everything Bundle. Nói chung đây sẽ là một cái đợt sale khá là mạnh và mình nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm cực kỳ thích hợp để cho những bạn nào đang hứng thú đến những plugins này muốn nâng cấp cái quá trình làm nhạc và đặc biệt rằng nếu như bạn nào có quá ít thời gian dành ra để mixing và mastering bài nhạc thì đây sẽ là một cái chương trình thực sự rất phù hợp dành cho mọi người đấy. Một lần nữa mình xin nhắc lại rằng tất cả những video hướng dẫn về các plugins cũng như là các cái thông tin về các cái gói nhiều plugins bundle mình sẽ để hết link dưới phần mô tả cho các bạn xem được rồi cảm ơn các bạn rất nhiều hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau peace